Màn hình Asus VG279QM sở hữu tần số quét đáng kinh ngạc, có thể ép zoom lên tới 280Hz. Có nghĩa là màn hình của bạn có thể hiển thị nhanh gấp đôi so với màn hình 144Hz thông thường. Bạn sẽ trải nghiệm hình ảnh chơi game cực kỳ mượt mà, chiếm ưu thế trong các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, đua xe hay là các tựa game eSports. Với thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 1ms, hiện tượng nhòe và mờ chuyển động hầu như bị loại bỏ. Màn hình cũng mang lại hình ảnh vượt trội với màu sắc nổi bật nhờ độ chuyển màu lên tới 95% DCI P3 và tỷ lệ tương phản 1:1. Góc nhìn rộng 178 độ đảm bảo bạn có thể nhìn rõ sắc nét các hình ảnh kể cả ở bất kỳ góc nhìn nào. Với ELM Sync, công nghệ làm mờ chuyển động thấp có thể loại bỏ hiện tượng bóng ma và xé hình ảnh cho hình ảnh sắc nét, tốc độ khung hình cao khi chơi game. Màn hình cũng có rất nhiều các tùy chọn kết nối mở rộng bao gồm có Display Port 1.2 và 2 HDMI 2.0 cung cấp hỗ trợ cho nhiều thiết bị đa phương tiện khác. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 36 tháng.